Hello, chào cả nhà nha. Chúc tất cả anh em mọi người một ngày mới thiệt là nhiều niềm vui luôn. Thì tình hình là đã 3 ngày rồi mình không quay video mọi người. Tình hình 3 ngày rồi không quay video. Nói chung hai cái ngày đầu tiên á thì mình nghĩ là ngày lễ. Thôi anh em mọi người hả, chắc là cũng lo đi chơi lễ này nọ cho nên thôi mình cũng nghỉ nghỉ xả hơi 2 ngày. Ngày hôm qua là đúng ra là mình tính quay video mọi người. Anh em mọi người biết sao không? Ngày hôm qua là chỗ mình có tổ chức một cái giải đấu trường mini mà mình thì mình không có vé mọi người, mình không có vé, thế là mình lên Facebook á, mình cũng ngứa 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 tay ngứa chân mọi người. Mình lên Facebook mình mới hỏi là có anh em nào dư vé không, nhường lại cho mình một vé. Đó, thế là có một bạn kia nhường cho mình một vé. Thì sáng ngày hôm qua á, mình tính là mình xách con chim của mình đi để mà quay video cho anh em mọi người xem. Nhưng mà sáng ra mình phơi nắng con chim thì mình thấy nó nằm nó phơi nắng vỉnh giờ. Mình nói rồi, thôi thấy tình hình này là lửa củi không ổn rồi. Tại vì mình theo dõi nó, con chim mình nuôi thì mình hiểu nhất mọi người. Sáng ra mình phơi nắng mà nó linh hoạt, nó hoạt bát á, thì nó có lửa. Mà sáng ra nó nằm, nó vỉnh giò, nó phơi nắng là nghi nghi rồi. Ai về thiệt mọi người. Sách đi thi, thế là vô còn được hai hàng, vô còn được hai hàng. Nhưng mà đánh đánh trong nhà, chim mình thì nó cũng không khoái lắm mọi người. Vô còn hai nghe hàng, cái nó ngơ ngơ ngáo ngáo, cái thế là trọng tài bắt rớt mọi người. Thành ra về nhà hả, về nhà đổ bệnh luôn cả nhà. Đi thi chim rớt về nhà đổ bệnh luôn, thành ra là nghỉ thêm một ngày nữa là 3 ngày đó. Thế là ngày hôm nay là ngày thứ tư bắt buộc phải làm video lại, không làm là mấy ông YouTube ông không trả lương mọi người đó. Thì tình hình mình sơ sơ vậy nha. Với lại là đầu video thì anh em mọi người cũng thấy á, cái cặp trà màu Indo này, chuồng chuồng đầu tiên của mình nè, mình mới ghép có tầm khoảng tuần lễ 10 ngày mà nó đang gấp rơm làm tổ mọi người. Tình hình khá là khả quan luôn. Thì nay mai nó đẻ ra thì hả, có chim, sắp có chim rồi. Đó, cái chuồng này là chuồng đầu tiên mọi người. Còn cái chuồng này thì hôm bữa giờ con mái nó muốn thay lông hay sao đó, nó ít có quan tâm tới cái tổ. Nhưng mà ngày hôm qua nay thì nó cũng quan tâm tới tổ, nó ra vô nó lót rồi. Đó, nói chung nó phụ con trống lót. Cho nên mình nghĩ khả năng nó sẽ đẻ lại ok nè. Đó, đợi cho nó đẻ ok đây rồi mình chia sẻ với anh em mọi người luôn. Đây tiếp tục nữa. Đây là một con chim mái, cái chuồng này, để mình quay cho anh em mọi người xem nha. Con mái này của một ông anh ở gần chỗ mình, ổng ghép đẻ được một hai lứa rồi. Xong ổng chán ổng không ghép nữa, ổng nói ổng lấy kinh nghiệm nay mai ổng chơi chim bạch. Đó, thế là mình xin ổng về nhà nó vứt view quá, mình thả con trống của mình vô. Thế thì hai con, đây mình bỏ rơm đây nè mọi người. Đó, đất đất chổi nè. Thì hai con nó cũng bắt đầu nó na chổi, nó na chổi, nó đem lại tổ, nó muốn lót rồi mọi người. Đó, tình hình là mình có 3 cặp chim luôn nha, ba ba cặp chim hả, chuẩn bị đẻ luôn. Đó, còn đây là bé 50 Indo gen bạch với lại bé bạch đó mọi người, đúng rồi. Kì. Đó mọi người, đầu video thì mình cũng có quay cho anh em mọi người xem rồi đó. Nói chung là tình hình là hiện tại nhà mình có 3 cặp chim, trong đó là có 2 cặp chim Indo đang trong tình trạng lót tổ và 1 cặp chim thường cũng bắt đầu lót tổ. Đó thì khả năng là sắp tới là chim non khá là nhiều luôn nha, chim non nhiều lắm. Còn mấy bé bạch thì chia sẻ với anh em mọi người xíu luôn nha. Tình hình mình nuôi mấy bé bạch nhà mình nó cũng tầm khoảng 2 tháng rồi. 2 tháng thì thời gian đầu á, mình rất là lo sợ, tại vì rất là nhiều anh em nói là chim bạch nó yếu đó, cái thành ra là mình cũng sợ mọi người. Chim đắt tiền mà lỡ nó chết queo cái là khổ đời nữa. Nhưng mà sau 2 tháng mình nuôi á thì mình chia sẻ cái trải nghiệm 2 tháng với anh em mọi người nha. Sau 2 tháng mình nuôi thì mình thấy là chim bạch nó không có yếu như mọi người tưởng tượng đâu, hoặc có thể nó có thể là do cái nguồn chim giống. Chim giống nếu mà như người ta cái nguồn chim giống nó yếu, dùng chim giống nó trùng huyết hay này kia nọ thì chim nó yếu như thế nào không biết. Còn chim giống bạn Vũ để cho mình thì khá là mạnh khỏe, nói chung là nuôi sau 2 tháng nó không có một cái trục trặc về vấn đề về sức khỏe đâu mọi người. Hoặc mình nghĩ cũng có thể là do cái môi trường của mình nuôi chim nó tốt. Cái con chim nó thoải mái, nó không có bị stress, rồi không khí này nọ nó lưu thông, nắng non nó ổn định, thành ra cũng có thể là một phần như vậy con chim nó khỏe mạnh mọi người. Đó, thành ra thời gian đầu nuôi thì cũng rất là lo sợ, tại vì mình chim nó đắt tiền á, mình ráng mình nuôi mình tâm huyết á, mà lỡ nó bệnh nó yếu nó chết thì này nọ mình cũng rất là lo mọi người. Nhưng mà sau thời gian mình
mình chăm tụi nó, mình nuôi thì mình thấy nó khỏe mạnh y như chim mình mọi người, khỏe mạnh y như chim mình. Thậm chí hả, mình thấy nó khỏe, nói chung là nó chả khác gì, nó khác con chim mình là nó khác cái màu lông thôi. Chứ còn ngoài ra chim đột biến gen người ta nó yếu hay thế này kia thì mình hiện tại thì mình cũng không thấy yếu gì nha mọi người. Đó, tình hình thì ngày hôm nay nắng non nó không có ok. Đó anh em mọi người cũng thấy á, trời này thì chim cò đấu điếc gì được đâu. Thành ra là mình cũng sẽ làm cái video ngày hôm nay mình trả lời những cái câu hỏi của anh em mọi người nha. Đó, với lại là anh em mọi người hôm bữa giờ anh em mọi người hỏi mình chà màu Indo non quá trời luôn, thì chuẩn bị tinh thần đây, hai cặp đó với chim chà màu thường nữa. Nay mai anh em nào mà à quên rồi chứ, chà màu thường á mình ghép á là hiện tại là mình không có ý định là ghép chà màu thường đâu, nhưng mà cái con mái á mình để dự phòng mà sau này mình có muốn ghép với chim bạch á thì mình có con mái mình ghép chứ mất công đi tìm. Thành ra là mình chưa có làm gì cho nên là mình ghép với con chim thường đó, chứ mình không có dự định là ghép chà màu thường. Thì ghép thì ghép chơi vậy thôi. Nay mai có thể là anh em nào thích thì đưa mình tiền sâu tiền mồi cho chim ăn rồi bắt về nuôi thôi. Đó, nay mai nó bây giờ mình thấy nó đang lót tổ, hai con nó lót rồi. Nay mai nó lót mà nó quấn xong tổ thì khả năng nó đẻ rất là cao mọi người. Đó, ok vô vấn đề chính luôn nha cả nhà nha. Thì tình hình đây là chiến binh mới của mình đó cả nhà. Sau khi mình đổi cám được 5 ngày thì để mình quay cho anh em mọi người xem. Đó, đổi cám được 5 ngày, phân khá là ok. Có vẻ như nó hợp với cái cám của mình hay sử dụng mọi người. Đó, chim thì chỉ ăn chuối, cám và uống nước vậy thôi. Chim nhà mình thì mình chăm con nào cũng vậy mọi người. Chăm con nào cũng đơn giản hết đó. Nhưng mà phân thì khá là ok, anh em mọi người cũng thấy á. Thì vô vấn đề chính luôn nha. Con này thì thứ bảy chủ nhật tuần tới mình sẽ cho nó đi test vàng, gọi là đi thi, đi đóng tiền học phí mọi người. Không biết là khả năng như thế nào. Bây giờ thì mình cho nó nhảy lực cho tới tầm khoảng thứ năm thì mình cắt lực. Mình cắt lực cho nghỉ thứ sáu, thứ bảy. Ủa không biết là thi thứ, nếu mà thi ngày thứ bảy thì thứ tư mình cắt lực rồi mọi người. Còn thi ngày chủ nhật thì thứ năm mình cắt lực. Đó, xong rồi cho nó đi đóng tiền học phí thử nó tình hình nó làm sao. Thì đây, vô vấn đề chính. Sao cháo quá ta. Câu hỏi thì anh em mọi người hỏi rất là nhiều, nhưng mà mình soạn ra những cái câu hỏi mà anh em hỏi nhiều quá mình làm video mọi người, chứ còn hỏi nhiều quá mình làm một video cũng không thể nào trả lời hết được. Thì cái câu hỏi đầu tiên của một bạn là chim bắt chậm nhịp á, nó là như thế nào. Thì cái con chim quốc cà tân của mình á, nếu mà anh em mọi người theo dõi video thường xuyên hay là theo dõi nó từ xưa tới giờ thì cũng biết nó khá là nhát. Thành ra cứ mỗi lần đi thi á, mà cái trường chim nào mà ngồi nó chật chội, ngồi gần người đó, hay là có che bạc hay là máy ton đồ thì nó lúc nào nó cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, nó bắt chậm nhịp. Mà cứ nó bắt chậm nhịp nó toàn bị rớt mọi người. Nhưng mà cái con chim của nhà mình á, là do vì lý do là nó còn nhát, nó khá là nhát. Đó, mà mình nghĩ là cái nguyên nhân mà chim bắt chậm nhịp á, cũng là có thể những con chim đó nó nhát, hoặc là nó chưa cứng vàng. Đó, cho nên nó mới có dẫn tới cái trường hợp là bắt chậm nhịp, chứ nó không có liên quan gì đến mà cái tật, cái lỗi hay là cái gì của chim hết á mọi người. Cái này là mình nghĩ vậy nha. Đó, không biết là anh em mọi người nghĩ sao thì để là bình luận cho mình xem thử nha. Thêm một vấn đề nữa là chim không nhảy lực. Chim nó không nhảy lực thì nó có nhiều cái lý do lắm mọi người. Ví dụ như con chim nó không có lửa thì thả ra lồng lực nó cũng rất là ít khi nó nhảy luôn mọi người. Đó, hoặc là cái lồng lực mình đặt ở cái vị trí nó như thế nào đó, con chim nó cảm thấy nó vào lồng, nó cảm thấy sợ, cho nên khi mà thả lồng lực nó chỉ đứng một chỗ thôi, nó không muốn nhảy. Đó, theo mình nghĩ nó có hai lý do. Thì cái lý do đầu tiên là do cái con chim nó không có lửa thì nó cũng dễ sẽ không muốn nhảy, thả vô đứng cho vui thôi. Như con này nè, nó cũng ít nhảy lắm mọi người. Ngày hôm nay trời nó cũng hơi trở nè mọi người. Đó, hoặc là nó cái lồng lực, cái vị trí nó có cái gì đó nó gây, nó hoảng, nó sợ thì nó vô nó cũng sẽ không nhảy lực. Còn mình thì mình rất là thoải mái cái vấn đề đó, nhảy hay không nhảy cứ từ từ mình sẽ kiếm cách mình giải quyết. Còn anh em mọi người nếu mà nôn có thể xách một con chim bổi hay chim gì đó để gần gần là con chim trong lòng nó căng lên, nó sẽ hứng, nó sẽ nhảy nha. Đó, ok, tiếp cái câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba là mua một cái bạn này mua một con chim
của người ta là ăn cám gà chơi rất là tốt, nhưng mà khi bạn về nhà bạn á, bạn cho ăn cám xịn á, thì nó không có như ý muốn, nó chơi không có ok. Thì cái này nó cũng khá là bình thường, tại vì cái đường ruột con chim á, nó quen với cái dinh dưỡng, nó quen với cái cám cũ, mặc dù nó là cám rẻ tiền đi chăng nữa, nó quen, nó thích nghi rồi. Khi mà mình đổi qua một cái cám mới á, có nhiều con nó phải mất một mùa lông nó mới chơi lại nha mọi người. Đó, chứ không phải là mình đổi qua cám xịn hơn là con chim nó chơi ok hơn đâu. Nó cái này nó nhiều con nó đã thích nghi rồi. Cho nên cái vấn đề là nằm ở cái chỗ mình cứ chăm đều tay, chăm bình thường, dần dần nó sẽ thích nghi với cái cám mới của mình thì nó sẽ chơi nó ok nha mọi người. Với lại là một câu hỏi nữa là một bạn hỏi là phơi nắng, bạn này phơi nắng nhiều á. Thì theo như mình á, phơi nắng á, bao nhiêu là đủ thì theo như mình cảm nhận là chính thôi. Đó, mình cảm nhận con chim nó thiếu bao nhiêu thì mình cho nó bấy nhiêu. Chứ bây giờ khi mà đưa ra một cái con số nó cụ thể thì nó cũng chưa hẳn nó là đúng đâu nha mọi người. Tức là cái con chim của mình chăm mình phải hiểu cái con chim nó đang thiếu nắng thì mình cho nó vô nhiều một xíu, còn cái con chim nó đang dư nắng thì mình bớt lại một xíu. Đó, nó là như vậy đó. Còn bao nhiêu là đủ thì như chim nhà mình á, cứ một ngày là nó rơi vào tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ nắng sáng hoặc nắng chiều. Đó, nó quên, lộn nắng sáng và nắng chiều chứ không phải là. Còn có nhiều bạn hỏi mình là đi làm bận rộn phơi nắng chiều được không? Thì bây giờ nếu mà bạn đã bận rộn rồi thì bây giờ phơi được nắng nào thì hay nắng đó thôi. Chứ nhưng mà nó sẽ không bằng những anh em mà có thời gian rảnh, người ta sẽ chăm nó đều độ, chim người ta sẽ tốt hơn chim mình. Đó, chứ còn bây giờ hỏi có được hay không thì bạn đi làm mà bạn bận thì không được. Bây giờ mình có kêu không được, bạn cũng đâu có cách nào mà giải quyết được đâu. Đó, không lẽ nghỉ công việc ở nhà cho chim, đúng không? Với lại là tiếp một câu hỏi là một bạn hỏi mình là một con bổi á, nuôi bao lâu thì nó chơi. Ủa, cái con này nó điên hả ta? Một con bổi á, trung bình nuôi bao lâu thì nó chơi? Thì theo như mình thấy á, là một cái con bổi á, mà trung bình bao lâu chơi nó cũng không có con số cụ thể. Nó phụ thuộc vào con chim, nó phụ thuộc vào cái chủ chim. Đó, cho nên nó sẽ quyết định được bao lâu thì nó chơi. Nhưng mà một con bổi mà anh em mọi người muốn nó chơi á, thì theo mình đoán á, theo như mình cảm nhận á, chim nhà mình chăm hồi xưa giờ muốn nó chơi cũng phải rơi vào tầm khoảng 6 tháng. Ô, con này nó tự nhiên nó căng lên nó ché nè mọi người. Ché mà nay mai đi thi rớt là chết cha mẹ tao nha mày. Gần chỗ mình để có con chim mái nó bay đâu mọi người. Thành ra con này nó nghe nó sung nè, sung nó bay lật như điên luôn. Tiếp tục một cái câu hỏi cuối cùng là một bạn hỏi mình là cái con chim của bạn, con chim bổi á, bạn nuôi nó thay lông sao nó cứ nó sập sình, nó không có thay lông ok. Thì đây nè mọi người, đó thì cái mình chia sẻ luôn nha, không biết là những video khác mình chia sẻ, hình như chia sẻ rồi hay chưa không biết nữa. Thì thông thường một cái con chim bổi á, cái lý do mà tại sao á, mình nuôi nó rớt cái mùa lông đầu tiên nó chập chờn, nó không có ok như ý muốn á, là thông thường là do cái bản năng hoang dã, bản năng rừng đó, nó còn nhát. Cho nên là nó khi nó thay lông nó không có đủ cái tự tin mà nó thay lông một cái ào. Đó, tại vì cái bản năng rừng của nó ở ngoài rừng nó phải thay lông từ từ. Nó thay lông cái ào rồi lỡ gặp kẻ thù nó làm sao nó bay được. Đó, thành ra là những cái con bổi á, cái mùa đầu tiên nó thay lông không bao giờ đạt. Rất là hiếm con thay lông đạt luôn. Nếu mà những con nào thay lông đạt thì trường hợp đó là những anh em đó thuần, nó phải dạng, nó dạng thì nó mới thay lông đạt. Còn những con chim mà mình nuôi 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng hay là 1 năm, nhiều con nó chưa thuần thì nó sẽ thay lông không ok. Đơn giản là vì nó còn cái bản năng rừng, nó thay lông, nó phải thay lông từ từ, nó thay lông kéo dài, rất là kéo dài. Chứ nó thay lông cái ào á, kẻ thù đến thì nó sẽ không bay được, nó không trốn chạy kẻ thù được mọi người. Đó, một câu hỏi, hai câu hỏi, ba câu hỏi, bốn câu hỏi, năm câu hỏi, sáu câu hỏi. Đó, ngày hôm nay tình hình là mình làm 6 câu hỏi thôi nha mọi người. Nhiều lắm nhưng mà mình soạn là 6 câu thôi. Đó, thì tình hình cái bé này thì mình sẽ thứ bảy hay chủ nhật thì đây có cái giải thi mình sẽ cho đi test. Chét cho cố vô đây, nay mai rớt vòng 1, vòng 2 là chết mẹ tao. Đó mọi người. Đó, chim nhà mình thì đơn giản lắm, lòng 2m4 thì chim bay khá là ok. Bay nó mới thoải mái được mọi người. Đó, nhà anh em nào mà có đất thì cứ làm lòng 2m4 bay thấy sướng hơn. Lòng mấy thai mình thấy bay không hiệu quả lắm đâu.
Đó, mới đổi cám 5 ngày mà anh em mọi người thì thấy nè, khá là ok luôn. Phân khô ra, cái này mình xịt nước một cái veo là tróc hết. Đó mọi người. Đó, đơn giản thôi, cám, chuối, nước. Nãy giờ cho nhảy chắc cũng được tầm khoảng 20 phút rồi. Mình cho nhảy thêm 10 phút nữa đi, khoảng 11 giờ 10. Sang chỗ lòng cắt. Vậy thôi, khá là đơn giản. Đó thôi, cái video ngày hôm nay mình cũng làm tới đây thôi nha mọi người. Thời tiết Gia Lai nó cứ nó như vậy nè. Sập sình khó chịu lắm mọi người. Ngày hôm nay thì mình cũng chỉ làm video trả lời những câu hỏi của anh em mọi người thôi. Hy vọng là ngày mai nắng non đẹp đẹp có con chim nào sắp đi quay cà phê cho anh em mọi người xem nha. Thôi, mình xin chào tất cả anh em mọi người. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.